Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An đã tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy năm 2024. Hội thi thu hút sự tham gia của 10 đội đến từ 10 xã phường trên địa bàn thành phố, với 150 thí sinh đại diện cho 218 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa phương của thành phố Thuận An. Để chuẩn bị tham gia hội thi, các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng thí sinh tham gia, có quá trình tập huấn về lý thuyết và thực hành. Em tham gia hội thi này là vì trước đó em đang du học ở bên nước ngoài, thì sau khi về thì bố với các chú có rủ em là tham gia đội phòng cháy chữa cháy với bố và các chú và đi thi, thì bố giao lại cho em phần lý thuyết, và phần lý thuyết đó em giải quyết trong vòng 3 ngày, em dành ra từ 4 tiếng trên một ngày để em học. Và sau khi mà tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy với các chú và đi làm phòng cháy chữa cháy ở nhiều nơi thì em có những kinh nghiệm là em cách xử lý của tình huống của em nó sẽ nhanh hơn, gọn hơn và dứt khoát hơn. Cuộc thi đã diễn ra sôi nổi gồm hai phần thi lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết với những phần hỏi đáp được các đội chuẩn bị chu đáo, câu trả lời được thành viên các đội trình bày đầy đủ, lưu loát và chính xác. Phần thi thực hành diễn ra sôi động và hấp dẫn khi các đội thi đã phối hợp thực hiện khá nhuần nhuyễn các kỹ năng, kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình huống xảy ra hỏa hoạn trong thời gian ngắn nhất. Ngay từ đầu, được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy khu 4 đã vận động bà con nhân dân bằng kinh phí xã hội hóa, đầu tư trang thiết bị, đặc biệt là có xe chữa cháy lưu động để hỗ trợ nhân dân trên toàn địa bàn phường. Qua hội thi đây thì cái phòng cháy chữa cháy rất là thiết thực để nhằm nâng cao ý thức cái tổ liên gia ra, mình có những cái có được những cái giải pháp cũng như có những cái biện pháp để mình thực hiện cũng như là trong cái thời thực hiện công tác chữa cháy. Đánh giá của ban tổ chức, các địa phương đã có quá trình chuẩn bị tốt về mọi mặt, đạt kết quả cao sát với thực tiễn hoạt động của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở theo yêu cầu của tình hình mới hiện nay. Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng với phương châm 4 tại chỗ được lan rộng trong khắp các khu phố ở các địa phương. Qua cuộc thi này thì công tác tuyên truyền về thực hiện tổ liên gia 4 tại chỗ rất là có ý nghĩa. 4 tại chỗ đây là nhất là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ. Thì qua cái quá trình thi này thì cũng có phục vụ công tác tuyên truyền đến cho người dân và các hộ gia đình ý thức hơn trong cái công tác chữa cháy và thực hiện trong cái các công tác tổ liên gia, đảm bảo khi mà cháy nổ xảy ra thì cái việc xử lý ngay tại chỗ rất là quan trọng để dập tắt những đám cháy nhỏ mới phát sinh phát triển. Hội thi đã thành công tốt đẹp, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba toàn đoàn và các giải thi lý thuyết, thi thực hành riêng cho các đội có nhiều thành tích.